diện áo dài bó, Phương quanh lộ bụng lùm lùm trong ngày đám hỏi với Sắc Bình. Một vài khoảnh khắc của Phương Oanh trong đám hỏi với ông xã Sắc Bình khiến nhiều người đặt nghi vấn. Ngày 26 tháng 7, lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Sắc Bình được diễn ra tại Phủ Lý, Hà Nam, quê nhà của nữ diễn viên. Nhiều người thân, bạn bè của hai bên có mặt đông đủ để chúc phúc cho cặp đôi. Nữ diễn viên diện áo dài đỏ có đính quà tiết hoa sen tinh xảo ở giữa ngực. Tuy nhiên, giọng hai của cô nhô lên thế rõ khiến nhiều người tin rằng tin đồn cô mang thai cùng ông xã doanh nhân là có thật. Cách đây không lâu, Quỳnh Búp Bê đăng tải hình ảnh diện áo tắm một mảnh trên du thuyền hàng sang. Bên cạnh đó, người đẹp mặc kèm theo áo lưới che chắn dòng hai. Sau khi hình ảnh Phương Oanh cùng Sắc Bình về quê Hà Nam để đăng ký kết hôn, chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Chưa kể, cô nàng cũng dần chuyển xe ăn mặc thùng thình khiến nhiều người tin rằng nữ diễn viên đang có tình vui.